Em tiếp viên tinh vi ơi, tụi anh lên đây mua vé bằng tiền đúng không? Đúng vậy. Rất là nhiều tiền. Đâu phải là cái tiền vé của một chiếc xe đò đâu, nó tiền vé bạc triệu mà. Bây giờ anh yêu cầu một cái gì, chị này yêu cầu một cái gì em đều không cho hết. Dạ. Ủa, không. Cái phương châm khách hàng là thượng đế là như thế nào? Dạ vâng, mọi người bình tĩnh, mọi người thôi, em giải thích. Mọi người chị phải đi vệ sinh. Chị gọi biết luôn á, em làm sao làm chị thấy khó chịu rồi đó. Yêu cầu một cái gì em đều không cho hết. Em chỉ mong là mọi người có thể hỗ trợ em thôi ạ. Hà Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Thưa quý vị, trong chương trình chúng ta không chỉ chia sẻ với nhau những góc nhìn về các lĩnh vực hoàn toàn khác với những gì chúng ta đang theo đuổi, mà điều quan trọng khi bước vào chiếc giày của đối phương, chúng ta sẽ thấy được những sự vất vả và đồng thời cả những thành tựu mà họ đã đạt được trong sự cố gắng mỗi ngày. Chương trình Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô túi sách cao cấp Sacos. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia tâm lý của chương trình, tiến sĩ Tô Nhi A. Hà Trinh xin chào chị Tô Nhi A. Xin chào Hà Trinh và rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Dạ, hôm nay thì em nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ trò chuyện với một nhân vật khá là đặc biệt, thú vị, phù hợp với những cái chuyến đi rong ruổi khắp đất nước của chị mỗi ngày. Mỗi ngày luôn hả? Dạ. Trinh, em đánh giá cái khả năng di chuyển của chị. Ủa? Nhiều vậy luôn. Em tưởng là chị bay suốt ấy chứ. Đôi khi chị cũng có cảm giác là chị tự hỏi chị có chạm đất hay không luôn. Dạ, mà chị nghĩ như thế nào về nghề tiếp viên hàng không? Thường là chị đi nhiều, nhưng mà nhiều khi chị có đi xe đò nữa. Nên chị nghĩ đâu là chị, nãy giờ chị vẫn không biết nhân vật mà ngày hôm nay chị đón chào thuộc cái lĩnh vực nào. Nhưng mà nếu như nói về tiếp viên hàng không thì cái điều đầu tiên mà chị dành cho các bạn ấy á, thì chị nghĩ đó là một cái sự nỗ lực. Bởi vì nó có rất là nhiều tiêu chuẩn trong cái múi thời gian của riêng các bạn ấy, cùng với những cái tiêu chuẩn của nghề nghiệp. Mà nếu như muốn theo đuổi cái ngành này, cái sự nỗ lực chị nghĩ nó là một cái yếu tố phải rất là nổi bật để các bạn có thể đáp ứng được với những cái đòi hỏi của nghề. Dạ, cảm ơn chị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ngay đến nhân vật đã đáp ứng được nhiều đòi hỏi của nghề tiếp viên hàng không, cũng là khách mời đặc biệt chúng tôi mời đến hôm nay, tiếp viên hàng không Mai Thanh Vũ. Xin chào bạn. Dạ, xin chào ạ. Xin chào chị MC dễ thương và xin chào tiến sĩ tâm lý ạ. Và xin chào toàn thể khán thính giả xem đài. Mình tên là Thanh Vũ, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại thì mình đang là tiếp viên trưởng. Wow. Cũng làm cũng được 12 năm rồi ạ. Ồ, 12 năm, vậy lúc mà bạn vô nghề cũng 18-20 phải không? Dạ, khoảng 23. À, thế thì tuyệt quá Mai Thanh Vũ ơi. Ngày hôm nay thì cũng có một bạn khách mời đến với chương trình và bạn ấy là nữ. Rất mong muốn sẽ được trò chuyện và tìm hiểu thêm về nghề tiếp viên hàng không. Vậy mạn phép cho Trinh hỏi Vũ là nghề tiếp viên hàng không á, phải yêu cầu những tiêu chuẩn khắt khe nào trong quá trình 12 năm bạn làm việc mà bạn nhận ra? Cái tiêu chuẩn đầu tiên của mình là về sức khỏe. Mình phải đảm bảo được sức khỏe mới thực hiện được những chuyến bay. Ví dụ như là có những chuyến bay bay rất sớm, 4 giờ. Ví dụ như là 5 giờ cất cánh đi, thì tiếp viên các bạn phải dậy khoảng 3 giờ, rồi di chuyển tới chỗ bay, rồi các bạn phải trang điểm, rồi chúng ta phải họp thông báo về chuyến bay, làm rất là nhiều thứ. Giống như là họp trước chuyến bay, mình phải biết thông tin về chuyến bay như thế nào, rồi điểm đến, điểm đi, rồi mình phải chào tất cả các bạn trong tổ bay, rồi mình giới thiệu, rồi bên cạnh đó là mình phải kiểm tra cũng như là trao đổi về kiến thức bay cho các bạn. Đây là cái nghề mà chị nghĩ những cái bạn mà có cái nết mà đồng hồ báo thức mà nó reo nghĩ vậy là phải ráng 5 phút nữa thôi đấy, là không có theo nghề này. Dạ. Được, muốn theo nghề này là phải dũa cái nết đó lọt. Dạ, vậy là ngoài cái việc là mình phải có sức khỏe tốt, mình còn phải có kỷ luật rồi. Dạ đúng rồi, cơ mang rất nhiều những cái tố chất tốt đẹp khác và những kỹ năng khác nữa. Nếu như mà nói về yếu tố thể lực thì những bạn 18-20 là cơ bản là vẫn còn xuân xanh xuân sắc để đáp ứng, thì các bạn lại có một cái dư luận ở đâu chị cũng không biết nguồn gốc dư luận này từ đâu, mà các bạn hay nói là nói tóm lại chỉ cần mình có sắc vóc. Dạ. Có sức khỏe, bởi vì bạn tốt nghiệp cấp 3 thôi, bạn tốt nghiệp trung học phổ thông thôi là bạn hoàn toàn có thể làm tiếp viên hàng không rồi. Nhưng với trải nghiệm là khách hàng mà chị trải nghiệm thì chị thấy nó không đơn giản. Thì không biết là với tư cách một người 12 năm trong nghề đã lên đến một cái nhiệm vụ đó là tiếp viên trưởng. Dạ. Thì em đánh giá như thế nào về cái lời đồn ở ngoài kia như vậy? Đúng là tiêu chuẩn đầu vào chỉ đơn giản là TOEIC khoảng 400 thôi. Và chỉ cần bằng trung học phổ thông là được. Tuy nhiên cũng giống như đại học vậy chị. Mình vào người ta sẽ chọn từ trên xuống, những bạn nào mà bằng đại học thì người ta sẽ chọn trước ưu tiên. Thật sự là theo như em nghĩ những bạn 18 mà mới bước vô làm á, rất khó khăn, là bởi vì cái sức chịu đựng, cái sự điềm tĩnh, và những cái ví dụ chẳng hạn như là một người khách đột ngột tự nhiên người ta bị delay vì thời tiết, người ta cũng sẵn sàng đổ hết cái sự nóng giận lên tiếp viên.
không có lý do gì luôn. Rồi người ta ở dưới người ta đặt ghế đầu người ta đặt không được, hoặc là người ta hai người ngồi không có ngồi với nhau được, người ta cũng lên đổ lên đầu tiếp viên. Đó thì nếu như mà chị không đủ bình tĩnh, chị không đủ kiến thức xã hội thì em nghĩ là khó xử lý. Chị tin. Dạ. Thường xuyên những người đó. Và thực ra chị hỏi em chỉ để được một cái người trong nghề á xác tính lại cái điều đó. Bởi nhiều khi mình khuyên bọn trẻ nó không tin mình, hãy để một người có kinh nghiệm, thì rõ ràng là sức nặng thông tin nó sẽ khác ha. Dạ. Ồ, vậy là vừa phải có trình độ, phải có thái độ. Cái này là thái độ là quan trọng nhất. Riêng cái nghề của tiếp viên á, đi đầu là an toàn, thứ hai là mới tới dịch vụ. Dạ. Vậy bên cạnh những khó khăn mà chúng ta vừa kể đến sương sương thôi, dạ, thì có những thuận lợi gì mà ngành tiếp viên, đặc biệt là ở ngành hàng không, lại hấp dẫn như vậy với các bạn trẻ? Thứ nhất là lương cao. Em không thể nào nói ra con số cụ thể, tuy nhiên so với mặt bằng chung thì thật sự là một bạn chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông thì đó là cao thật. Thứ hai nữa là mọi người cứ nghĩ đó là hào nhoáng, chẳng hạn như là tiếp viên phải đẹp, rồi phải lên, phải thước tha, rồi không có phải vất vả bưng bê gì cả. Thì các bạn đang bên ngoài, các bạn không hiểu bên trong nó vất vả như thế nào. Thì người ta cứ nghĩ bên ngoài là tiếp viên như là những người mẫu vậy đó. Thậm chí là các bạn lên, các bạn rất là sung sướng, các bạn chỉ cần đi tới đi lui là được. Không đúng vậy. Không hẳn như vậy. Cái đó là không đúng. Kể cả những người em thấy là những người đã trải nghiệm chuyến bay rồi, nhưng mà sau khi đó họ vẫn nghĩ là như vậy. Tức là họ vẫn nghĩ là nó là một nghề rất là hào nhoáng, rất là sung sướng, rất là kiếm tiền dễ này nọ kia. Em nghĩ đó là mọi người chưa thực sự là bị trải nghiệm vào chính thức cho nên họ không biết. Nhưng Trinh vẫn tò mò là phải có cái lợi ích cụ thể thì người ta mới yêu thích và mong muốn khát khao theo đuổi nghề. Dạ. Mình đã nói về chuyện này mấy chục năm nay, nhưng thật ra nghề tiếp viên hàng không vẫn là nghề được khao khát. Dạ, em muốn biết là cái nghề này đúng, được cái gì đúng không? Bà dạ. Linh, bà Linh cái gì đúng không? Em nghe tâm sự của một người mà rất khao khát được làm tiếp viên hàng không đi. Bởi vì khi mà người ta chưa có bước vào trong cái một cái trải nghiệm nghề nghiệp nào đó, người ta sẽ cảm thấy wow, nó đẹp lắm, nó như bầu trời thiên thanh. Sẽ có người nói cho em nghe điều đó. Okay, nghe sau đây. Trước khi mà chúng ta cùng từ trên trời mà rớt xuống mặt đất cùng với khách mời đặc biệt hôm nay á, Xà Trinh xin mời quý vị sẽ cùng dành ít phút để nghỉ giải lao nhé. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Đây là chuyên mục Góc Nhìn. Và ở góc nhìn này thì mỗi người được nhìn theo cách của họ. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái rất khao khát được trở thành một tiếp viên hàng không, để xem là ở trên trời cao ấy sẽ có những kỹ năng thú vị gì, gặp gỡ những người mới như thế nào, và cách mình thích ứng với nhiều các bạn hành khách khác nhau. Ngay bây giờ xin mời mọi người gặp gỡ nhân vật của tuần này, Hạ Vi. Xin chào mọi người, mình là Hạ Vi. Công việc chính của mình là làm một content và dạy trẻ. Rất vui khi mà mình đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi ngày hôm nay. Trước đây thì khi mà nhắc đến công việc tiếp viên hàng không thì mình rất là thích, và mình cũng đã từng có dự định là sẽ thi vào ngành này. Đối với mình thì ngành tiếp viên hàng không, theo như quan điểm của mọi người xung quanh trước đi, là một cái ngành mà sẽ có rất là nhiều người đẹp, một mức lương thu nhập khá là cao và sẽ mang lại một cuộc sống đủ đầy. Mình nghĩ là không có một cái công việc nào mà chỉ có sung sướng và chỉ có những bề mặt nổi như vậy, mà sẽ có những cái đằng sau nó, đó là áp lực. Và cả là khi mà mình bay liên tục như vậy cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe nè và tinh thần nữa. Hơn nữa thì tiếp viên hàng không là một cái công việc mà phải phục vụ cho hành khách, còn mình là một người thích chăm sóc người khác. Thành ra là mình lựa chọn cái công việc tiếp viên hàng không này và trải nghiệm ngày hôm nay cũng là xem thử là mình có thực sự đam mê và thực sự muốn chăm sóc người khác như vậy hay không. Và đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi ngày hôm nay thì Hạ Vi mong là mình có thể được trải nghiệm những niềm vui cũng như là những áp lực, để biết được là công việc này nó thực sự có giống như mình nghĩ hay không và giống như mọi người nghĩ hay không. Dạ, đây là những gì mà Hạ Vi vừa chia sẻ, không biết là Mai Thanh Vũ thấy có chính xác không? Mọi người chia sẻ đúng một phần nào, ví dụ như là sẽ được đi du lịch, lương sẽ cao, sẽ được mặc bộ đồ đẹp. Tuy nhiên những khó khăn á, mình nghĩ là bạn Vi phải trải qua thử mới biết được. Nhưng Trinh thấy là bạn Vi á rất đồng cảm với những khó khăn của ngành. Nhưng mà với tâm thế của Hạ Vi á, em nghĩ á, bạn mà vào trong thử thách của chương trình á, sẽ rất là dễ dàng. Mai Thanh Vũ có nghĩ như vậy không? Với một người cũng như chưa được đào tạo chuyên môn, khi mà bước vào cabin hả? Đúng thì rồi, cabin. Mình sẽ lúng túng bao nhiêu phần trăm và sẽ hoàn thành tốt bao nhiêu phần trăm? Nếu như mà bạn là một cái người kiểm soát cảm xúc tốt thì mình nghĩ là có khả năng 80% bạn thích nghi. 80%? Còn 20% lại là vấn đề đào tạo về an toàn thôi. Dạ. Phần lớn lỡ hành khách là không phải hành khách bình thường mà hành khách rất bất thường thì sao?
Thì nếu như bạn là một cái người EQ tốt, bạn là người giao tiếp tốt thì việc đó bạn xử lý rất đơn giản. Dạ, vậy là tiếp viên không chỉ là dùng EQ là trí thông minh, dạ, mà còn dùng phải EQ có, là nhiều. Có EQ là EQ những là quan cái trọng cảm nhất xúc trong của đó. Mình. Dạ đúng rồi. BQ nữa cưng. Là gì chị? Phải mê. Phải mê. Passion, passion. À, passion Q. Đúng. EQ nữa là gì? Chỉ số vừa khó. Không vừa khó không theo được nghề này. Dạ. Và hàng loạt các chỉ số khác cho nên hồi nãy chị nghĩ là chị cũng đang hoài nghi Hạ Vy lắm, bởi vì mặc dù chúng ta nói rằng là bạn hãy xỏ chân vào đôi giày của người khác đó để bạn biết được cảm giác của người khác, nhưng mà Trinh biết không, ví dụ giờ mà chị mà xỏ chân vô đôi giày của em đi, cái sức nặng của chị nó khác mà Trinh. Cái sức nặng vật lý của chị nó khác mà Trinh, nên cái việc mà chị tác động lên đôi giày rồi cái cảm nhận của chị về cái bề mặt tiếp xúc, bởi vì cái da của chị với da của em là khác nữa mà Trinh. Nên ngay cả khi chúng ta có xỏ chân vào đôi giày của người khác đi chăng nữa thì cũng chưa hẳn là chúng ta thấu cảm được trọn vẹn những cái gì mà người khác đã đi đâu. Đây là một góc nhìn rất thú vị. Vậy thì để trực tiếp có thể bước vào trong đôi giày này một cách vừa vặn và gần giống nhất với những gì người khác đang trải nghiệm, xin mời mọi người sẽ cùng theo dõi thử thách của Hạ Vy nha. Em sẽ để hành lý của mình lên trên này luôn chị nha. Nhẹ tay thôi nha cưng. Nó hơi nặng, không biết là chị có thể hỗ trợ em để mở. Chị đã kiện cũng đau tay quá. Dạ vậy thì em sẽ cầm một bên thôi chị, giúp em một. Thôi trời ơi, lên đây được phục vụ mà cứ sai người ta hoài vậy trời. Dạ để mà mình. Thôi này thôi rồi đó. Này mở sao mở lên giùm rồi đó. Rồi được rồi. Dạ. Sao nữa? Dạ em sẽ bỏ hành lý. Mà tôi dịnh cho bà phải không? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Phiền quá trời quá đất luôn. Tiền á, cái này gọi là tiền tay đó. Dạ. Ủa cái này giống như là cái hạng thương gia quá, mình ngồi vô đầu tiên luôn á chị. Dạ, em mong là chị sẽ có một cái chuyến đi thú vị ạ. Không á, chị thấy thú vị gì hết trơn trời. Lên thấy bắt sai này, sai kia, dĩnh này, dĩnh kia thấy mệt quá. Dạ, em mong là chị hỗ trợ em bởi vì... Thôi trời gì, em lên gì, xíu nữa chị phản ánh chứ hả, lên mà tiếp viên bắt người ta khách người ta làm thì có cực quá trời. Trong suốt chuyến bay thì có gì thì chị cứ cứ gọi em sẽ hỗ trợ cho chị ạ. Chị gọi miết luôn á, em làm sao làm chị thấy khó chịu rồi đó. Dạ, thôi mình có thể gặp ghế và mình nghỉ ngơi một tí nha chị. Cái ông này ồn quá, đi nhẹ nhàng thôi chứ. Gì bà thím? Thím gì thím? Mới lên máy bay. Em ơi, chửi chị kìa. Dạ. Anh chị bình tĩnh nha. Cái sự xuất hiện của bạn rất gọn gàng, chỉnh chu, rất là đẹp. Đây là một cái hình ảnh quan trọng của tiếp viên đó chị. Đúng rồi. Bạn rất là phù hợp luôn. Bác kia chỉ anh rồi nè, ngồi ghế này nè. Vậy là mình có vé mà anh đâu có đi chui đâu cưng. À dạ không ạ, em chỉ hỏi xin là cái số thứ tự vé của mình như thế nào thôi ạ. Tên gì nè? Dạ. Dạ em tên Vy ạ. Nghe chưa? Dạ. Trời ơi, già háp rồi. Khi mà khách vừa có sự cố gì đó là bạn xuất hiện ngay lập tức luôn. Dạ. Đó là một cái tác phong rất là chuyên nghiệp. Cái dáng là thấy đẹp rồi. Dáng được. Bạn này rất phù hợp luôn. Chứ ngồi với bà này ta bực quá rồi, bực rồi. Bởi vì khi mà mọi người nói lớn tiếng thì sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác ấy ạ. Cái bà kia khịa từ nãy giờ. Cái gì mà khịa, tôi nói ông hồi nào. Em nghĩ là mọi người cũng không muốn bị ảnh hưởng đến người khác đâu đúng không ạ? Tôi nói là tiền tôi. Dạ, ồn ào quá, ồn ào quá. Được rồi, được rồi. Dạ. Trời ơi. Trời cái kiến mai hạng sang mà sao kỳ vậy ta. Trời ơi, được rồi. Thôi không cần hướng dẫn. Thôi được rồi, được rồi, tránh ra, không cần hướng dẫn, tránh ra. Cái gì? Tránh ra, không cần hướng dẫn chị. Tránh ra, không cần hướng dẫn chị đâu. Cái gì chị cũng biết hết trơn á chị. Cái gì chị cũng biết hết trơn á. Dạ được rồi. Dạ. Làm như máy bay bên đây đi dân chợ lên đi hay không á. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngồi xuống đi chị ơi, đứng đi nó khó chịu quá. Dạ. Không cần nói gì cả. Cái gì chị cũng biết hết trơn á trời. Cái chỗ để hành lý đâu vậy em? Dạ chị còn em sẽ giúp chị để lên hành lý nè. Dạ chị cho em xem. À mà khỏi. Thôi khỏi đi chị từ lên. Chị từ ôm. Dạ. Sao? Dạ chị. Chị biết rồi, chị biết rồi. Số ghế của chị ạ. Khỏi. Hướng dẫn chị cho nhanh. Biết rồi, chị biết rồi. Cái trời ơi bà ơi, bà cái gì bà cũng biết rồi mà không có biết một cái gì hết á. Nó còn quen mồm. Dạ em xin mọi người là giữ yên lặng giúp em ạ. Số ghế chị đây đúng không? Ông ơi im lặng kìa ông ơi. Cảm ơn chị ạ. Bà này làm việc thật sự là chuyên nghiệp luôn đó. Rất là nhẹ nhàng. Dạ. Nhưng mà còn thiếu sự dứt khoát của tuổi nghề đó. Nếu như có tuổi nghề thì sẽ đỡ ngập ngừng hơn. Tại vì thực tế là ngồi trên khoang máy bay rất là nhiều khách, mình xử lý ngắn gọn thôi. Đúng mình không rồi. Mất hết thời gian được. Tuy nhiên là cái cách bạn như vậy là mình thấy quá tốt nha. Dạ chị ơi, thường là... mình có hay gặp những hành khách mà đòi hỏi và ngay lập tức bước vào máy bay là cảm giác sai. Không hỏi là gặp bao nhiêu mà em hỏi là thường có gặp hay không. Thường xuyên. Em lại rất là lạc quan đó chứ. Không phải ai cũng là quý cô khi đi máy khi bay. Khi mà họ lên máy bay rồi, thông thường họ đặt tâm lý là tiếp viên phải hỗ trợ họ tất cả mọi thứ.
Tại vì ngay bản chất của chữ tiếp viên là phải là cái người hỗ trợ phục vụ, và nên dễ là sẽ bị đánh giá thấp một chút. Thì Vũ có cảm thấy điều này nó làm cho mình buồn hơn không? Khi mà mình vào công ty mình được đào tạo á, thì luôn luôn đặt hành khách là giống như là được tôn trọng khách là đầu tiên. Thành ra là họ đòi hỏi mình đã được học rồi, mình hiểu tâm lý khách rồi, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tạm gọi là lấy hành khách làm trung tâm. Dạ đúng rồi. Tình hình này rất là dễ mất an ninh nếu mà bạn xử lý tốt, lộn lắm luôn á. À, chị ơi, chắc là chị em giúp chị bỏ túi lên trên kho hành lý nha. Được rồi, nếu như chị cần lấy cái gì á thì chị cứ gọi tụi em và tụi em sẽ hỗ trợ chị, không có vấn đề gì cả. Đây nè, chị hỏi em nè. Vậy thôi bây giờ chị không để đây, chị ôm đây. Ờ, cũng không được, bởi vì chị khi mà chị ngồi trên máy bay ấy, thì chị cần thắt dây an toàn nữa, như vậy nó sẽ rất là vướng víu và không an toàn cho chị. Em cái này là hành lý xách tay. Cái quy định hành lý xách tay, em có hiểu cái từ xách tay không? Xách tay là xách trên tay. Không sao ạ. Xách tay là xách trên tay. Xách tay xách trên tay, nhưng xách lên tay rồi lên máy bay là xách lên trên tay, chứ không có cho xách tay nữa. Đúng, bà ơi, bà biết điều đi. Bà biết điều, người ta đã nói bà rất là nhẹ nhàng. Không, em đi máy bay hàng ngày em biết mà. Tức quá chị, tức. Tôi nói cho bà nghe, người ta tiếp viên, ta nói nãy giờ ta nói nhẹ nhàng rồi, thì mình làm ơn mình chịu hiểu một chút xíu, mình sống chậm lại, mình lắng nghe người ta nói nha. Chứ mà sống mà cứ thiệt như bà, không ai dám góp ý luôn. Không phải, em đã nói rồi, em đi máy bay rất là nhiều, cái số lần em bay không còn nhiều cái số tóc trên đầu của anh nữa. May mà chuyến bay này có hai người thôi, chứ hạng thương gia là chắc đòi tiền thối lại quá. Giống như một bài tổng kiểm tra cho tiếp viên nhờ, chứ thấy kiểu nhân cách nào cũng có rồi đó. Trường hợp này rất khó luôn đó, thật sự rất khó. Bây giờ thêm hai em bé nữa, rồi một em khóc và một em ấy nữa là hả, rối tung lên. Tung lên. Dạ. Hành lý xách tay mà không được cho xách trên tay gì thôi, em mốt người ta để ra hành lý bỏ trong gì nè, trong khoang hành lý đi nha. Bởi vì hãng nó muốn quý khách có một chuyến bay thoải mái, cho nên là chị phải nghỉ ngơi khi trên chuyến bay nữa. Đợi, người ta muốn cho bà thoải mái chứ không phải gì. Dạ. Đợi. Giống như cái hành lý vừa rồi em cũng cất ở trên này rồi. Ôi bà ơi, bà ngang ngược chuyến bay như bà hả bà ơi. Thương quá. Mình phải đặt vô trường hợp này mới thấy được là nhiều khi sức khỏe mình nó đang bị rối, tâm lý mình còn chưa ổn định, mà mình còn phải đối diện trước những cái áp lực của người khác nữa. Việc này là rất là thường xuyên xảy ra. Dạ. Rất là thường xuyên luôn. Mà bay sớm ai cũng quạo hết á. Đúng rồi. Hoặc là những chuyến bay khuya tầm 11, 12 giờ đêm á. Mệt. Mệt. Chưa tính là họ bị delay chỉ cần 5-10 phút thôi là họ đổ hết lên tiếp viên. Rất dễ đổ lên. Thưa quý khách, máy bay sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Yêu cầu quý khách gặp bàn ăn phía trước. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, mọi người ngồi lại chỗ ổn định của mình và bắt đầu thắt dây an toàn vào ạ. Thắt dây an toàn. Dạ đây ạ. Phía bên này sẽ có dây an toàn. Kiểm cái bèo em ơi. Dạ đây ạ. Đâu? Đâu cái bèo đâu, giống bả nha. Dạ đây ạ. Rồi. Thắt dây lại. Dạ. Mình thắt dây rồi mình ngồi. Bà này bà thấy anh biết xích sai kìa. Dạ. Biết chưa? Dạ được. Tôi đang trên máy bay. Bên này rồi bắt đầu mình ngồi. Ở trên này không cho nói chuyện điện thoại. Dạ. Ta đang trên máy bay, tiếp viên đang gầy. Trời ơi, trời không cơ. Cho nghe điện thoại. Dạ, chắc là khi anh nói anh giúp em. Không, thôi. Dạ. Biết rồi. Sao vậy? Sao vụ gì? Trời ơi, thì mày không nói trước, mày nói trước mày bay chúng em tao rồi. Em ơi, em làm căng nữa chứ ông mày ông lì lắm. Rồi chừng nào mới được ba em. Dạ vâng ạ. Alo. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi nên là mày đợi tao xíu, mày đợi tao xíu, tao thương lượng. Bởi vì khi mà cái không có chuyện quan trọng, có chuyện quan trọng. Nếu như mà mình không tắt máy thì khi mà mọi người kiểm tra thì mình sẽ bị phạt đấy ạ. Thôi cúp đi. Dạ, mình để chế độ máy bay mình tắt nguồn luôn giúp em và mình ngồi xuống ăn ổn định. Tôi là tôi quế hai bà đó. Tại em đẹp nên bỏ qua. Dạ, dạ anh ngồi xuống và thắt dây an toàn giúp chưa? Em nha. Có gia đình chưa? Dạ, đây là trong quá trình làm việc nên là em mong là anh sẽ hỗ trợ công việc của em. Dạ, xin mời anh ngồi lại vị trí của mình ạ. Ngồi đi cha già ơi. Dễ thương nhỏ nhỏ nhõm lên bây giờ. Mình thắt dây an toàn lại trật luôn nha. Mọi người ơi, trật tự ồn ào quá, rất ồn ào luôn. Từ nãy giờ mọi người quá ồn ào luôn. Ê, cái shipper này nó không vừa cái bụng nè, bây giờ làm sao cho nó vừa cái bụng? Dạ, mình sẽ nới ra được đấy ạ. Nới ra được. Dạ, ông anh hóp vô giùm tôi một cái. Tới lắm rồi, tới quá chị ơi. Hồi nãy giờ là cổ cứ bị quay vòng vòng bởi ba người này thôi thì không có còn thời gian để chia khu vực nữa. Chị muốn hỏi là cái mỗi cái máy bay gì đó là mình sẽ có từng khúc từng khoang khoang rồi mình sẽ chia ra. Phải mình đi hết đâu đúng không? Ừ. Lưu lượng thì một tiếp viên hàng không các bạn sẽ được giao chăm sóc khoảng bao nhiêu khách trên một chuyến? Một chuyến bay bên hãng em là 4 người thì một người sẽ có trách nhiệm thoát hiểm an toàn cũng như chăm sóc cho 50 khách. 50 khách. Một người phục vụ 50 người. Đúng rồi, nãy giờ mới có 3 thôi ạ, chúng ta còn 47 người nữa. Cho nên cái thời gian xử lý mình không được quá lâu như vậy được. Nó sẽ mất an ninh lắm, rồi delay chuyến bay nữa, rất ảnh hưởng nhiều. Vậy là mình bỏ mặc cho họ muốn nói gì nói ha. Thông thường đối với những cái trường hợp này á là tụi em có thể là hoán đặt nhờ một bạn tiếp viên khác hỗ trợ. Và sau đó là nếu như trường hợp khách quá căng thẳng thì sẽ di chuyển khách qua vị trí khác để tránh cho họ không có giao tiếp với nhau. Thông thường là như vậy. Giải quyết cái nhóm đó thôi. Đúng rồi. Tại vì trên nguyên tắc an ninh, cái nhóm cốt lõi luôn là cái nhóm gây ồn.
giống như luôn có một cái người là hô hào, chỉ cần chuyện xử lý ông đó xong là tắt cái nhóm cá biệt ra, đúng là tắt ra đó. Đó là tụi em đã được học cho An Ninh là như vậy. Hàng chim được ngồi riêng không à chị? Là hiểu rồi đó nha. Trên là tự nhiên mình cảm thấy mình được phục vụ đặc biệt đúng không? Giờ mới biết tại sao mình đặc biệt. Dạ không phải, bị đẩy vô mấy cái chỗ giống như là canh cái ghế mà mở cửa. Chắc họ nghĩ em sẽ không mở. Không đâu. Em là người rất tò mò. Đó, đó là tin tưởng. Ôi, đó. Vậy hả? Đúng đó rồi. Quan trọng lắm đó. Tại vì nếu trường hợp thoát hiểm mình không mở được cửa thì xong rồi. Ngồi đó là quan trọng. Vậy là gương mặt là uy tín á, không quậy phá thì cho chính ngồi xác đó. Là mình tin tưởng người đó. Mình có biết được một chút xíu bí mật nghề nghiệp của tiếp viên là lúc mà em bước vào cửa máy bay á, cái hành động chào của tiếp viên hàng không nó có nhiều giá trị lắm. Họ vừa chào welcome em, chào mừng em đến với chuyến bay, nhưng cũng là một cái sự quan sát để đánh giá hành khách. Dạ, đúng. Để trong trường hợp ví dụ có những cái vấn đề nào đó trên máy bay thì họ có thể nhờ cậy cái sức mạnh từ hành khách để tạo nên cái việc giải quyết vấn đề. Vậy là người đó thí dụ hồi đó có vẻ như là một bác sĩ, hay đúng có rồi, vẻ như là một người lực lượng, hoặc có vẻ như là một người am hiểu về y khoa thì có thể hỗ trợ được những trường hợp khẩn cấp, đúng không? Thông thường tụi em sẽ như vậy. Ví dụ như trường hợp là y tế xảy ra đi, một người bị bệnh, đó là tụi em chỉ sơ cứu thôi, nhưng mà phải nhờ tới bác sĩ. Vậy là nếu mà bị ngồi ở cái chỗ ghế thoát hiểm thì không phải là bị đày đọa uy tín mà uy tín, là uy tín nhận rất uy tín. Hiểu rồi. Có cái bánh này cũng khó. Dạ vâng, em sẽ lấy bánh cho chị sau khi mà máy bay đến độ cao an toàn. Em tiếp viên Tinh Vi ơi, nghe nói nè nha, tụi anh lên đây mua vé bằng tiền đúng không? Đúng vậy. Rất là nhiều tiền. Đâu phải là cái tiền vé của một chiếc xe đò đâu, có tiền vé bạc triệu mà. Bây giờ anh yêu cầu một cái gì, chị này yêu cầu một cái gì em đều không cho hết. Dạ. Ủa, cái phương châm khách hàng là thượng đế là như thế nào mà tại sao bây giờ đây yêu cầu có cái bánh nè? Đúng rồi. Vậy nè, giải quyết số đông đi. Bây giờ bà đứng lên mà kêu nguyên máy bay cho ngừng lại cái để cho bà ăn cái là rồi người ta đồng ý. Rồi vậy đi, bà đứng lên đó đi. Dạ chị ơi, nếu như vậy thì mình sẽ ảnh hưởng đến những cái hành khách khác. Đâu chưa biết xin được không mà em nói ảnh hưởng, giờ xin người ta dạ, cho em sẽ là người lấy cho chị, cho nên là chị thông cảm giúp em nha. Nhưng mà có đồng ý của mọi người xin đi. Những cái đề xuất của mọi người thì em sẽ lấy sau khi máy bay đến cái độ cao an toàn và em được phép di chuyển em. Và khi mà mọi người ngồi ổn định thì em mới có thể di chuyển về chỗ ngồi của mình chị được ạ. Chị tức quá. Nãy giờ trong thời gian em giải thích là em lấy hai cái bánh mà cái bánh được rồi đó. Đúng dạ, rồi, nãy giờ em dạy không nhìn đi giống nguy hiểm rồi. Em ơi, để khó nói nghe nè, cái độ cao hoàn toàn thì là thấp thấp đi mà nó có sự cố là đỡ nguy hiểm nè. Mà trên cao có sự cố mới mệt nè, đúng không? Dạ, thực ra thì cái này nó lại nằm trong cái quy trình của hãng bay, thành ra tụi em không thể nào mà làm khác được. Cho nên là em chỉ mong là mọi người có thể hỗ trợ em thôi ạ. Họ nói chung là này, bây giờ nó khó chịu lắm. Đợi chút đi, tí nữa mà không có là chết với tôi đó. Ê, thí dụ mà mướn tiếp viên gì chắc bực băng đi. Giải thích đi, bực băng đi ha. Chứ giờ không có vô, không có giải quyết được nhu cầu của khách gì đó. Thôi cô mệt quá, đợi đi nha, ráng đợi nha bà chị. Thôi ráng đợi ba anh cao chứ sao giờ. Bay lẹ đi anh ơi. Dạ em cảm ơn quý khách ạ. Mọi người ngồi ổn định vị trí và thắt dây an toàn giúp em. Nói hoài anh Công bay lẹ đi chứ chị mệt quá rồi em ơi. Nói anh Công bay lẹ. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn quý khách đã hợp tác với hãng bay của chúng tôi. Chúc quý khách có một chuyến bay trải nghiệm nhiều thú vị ạ. Hồi nãy giờ Vi có trải nghiệm như thế nào? Chắc thóc vai đã. Thật ra thì nãy trải nghiệm thì em cũng cảm thấy là hơi dùng dập một tí trong cái khoảnh khắc đấy. Em nếu như mà của em trước đây thì em sẽ rất là bối rối và hoảng sợ khi mà mọi người cứ liên tục hỏi em và đòi hỏi những cái nhu cầu như vậy. Nhưng mà thật ra thì khi nãy thì em cảm thấy là những cái tình huống như thế này thì cũng bình thường. Thì thực ra là những cái tình huống mà hành khách như thế này thì trong thực tế nhiều khi là nó còn nhiều hơn vậy nữa cơ. Chị thấy là Vi có rất là nhiều tiềm năng cũng như là khả năng nữa, nhưng mà chị hy vọng là Vi sẽ cố gắng củng cố cái đam mê của mình để có thể trở thành một tiếp viên hàng không. Tại vì chị nghĩ là chị làm được thì Vi cũng sẽ làm được. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Hành Trình Kết Nối. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trực tiếp Hạ Vi ngay tại sân khấu và cũng với bộ đồng phục tiếp viên rất dễ thương. Và xin mời bạn Hạ Vi ạ. Xin chào Hạ Vi. Xin chị. À, mời bạn ngồi. Dạ, chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách. Dạ, em chào chị Trinh, em chào anh Vũ và em chào chị Tô Nha. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em là Hạ Vi và ngày hôm nay em rất vui khi đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Hạ Vi, sau khi mà bước ra khỏi cái Một Giờ Hoán Đổi cùng với vai trò là tiếp viên tay ngang thôi, thì em nhận ra sự khác biệt giữa tiếp viên chuyên nghiệp và một người với đam mê mà đi làm khác như thế nào? Em nghĩ là đầu tiên chắc phải là câu giao tiếp của mình.
cách mà mình thuyết phục khách hàng, khi mà mình thuyết phục khách hàng, ví dụ như là việc bỏ hành lý hay là hướng dẫn khách hàng di chuyển đúng vị trí của mình. Và nếu như mà một người có đào tạo chuyên nghiệp ý, thì cái câu nói của họ sẽ dứt khoát hơn và thông tin nó chuẩn chỉnh hơn. Còn với một người tay ngang như em thì em sẽ thứ nhất là cái câu nói của mình nó sẽ dài dòng hơn, và mình sẽ đôi khi là cái tâm lý của mình cũng bị ảnh hưởng đến cái lời nói nữa, thành ra là nó sẽ bị, em sẽ cảm thấy là mình hơi bị yếu ấy. Là mình bị lép vế với khách hàng và bị dẫn dắt. Dạ, nghĩa là em cảm thấy là mình sẽ bị nói sao cho yếu dễ hiểu hơn. Dạ, kiểu là cái giọng nói của mình nó sẽ bị làm cho họ cảm thấy là sao mà cứ sợ sệt, hình như sợ sệt như vậy á. À, thực tế thì trong rất nhiều những cái chia sẻ mà em cảm thấy khó khăn á, nếu như mà được đánh giá thì em sợ hãi với cái nỗi sợ nào nhất trong hàng loạt những cái điều đã diễn ra trong tình huống vừa rồi? Em sợ nhất chắc là mọi người dùng mình vào một lần. Dạ, khi mà giải quyết vị khách này xong thì mình chưa kịp giải quyết này, thế là những khách hàng khác lại ùa vào một lúc, thì làm em không biết phải xử lý như nào. Bởi vì em đã từng dạy các bé nhỏ thì mình sẽ có cái kinh nghiệm là mình sẽ nói theo kiểu văn phong của người lớn thì sẽ khác, nhưng mà đây là với những hành khách lớn tuổi chẳng hạn, sẽ lớn tuổi hơn em, nên là khi mà em nói theo mình phải làm sao để khách hàng vẫn cảm nhận được là à, có sự tôn trọng ở đây và có cái sự văn minh lịch sự. Và mặc dù đôi khi em biết là khách hàng trong cái tình huống đấy thì họ vẫn đang hỗ trợ cho mình, nhưng mà với người nhân viên của hãng thì mình sẽ không thể nào để điều đấy xảy ra được. Thế cái nghề nghiệp hiện giờ của Hạ Vy là cái gì? Dạ, hiện tại em vẫn đang làm một người làm content và tiếp tục làm dạy trẻ. Vậy thì nếu như chọn một cái điểm giao thoa giữa cái công việc hiện tại của em và với cái tình huống mà em vừa trải nghiệm, thì em thấy rằng có cái gì đó nó tương đồng về độ khó mà dù cho công việc hiện tại hay là trong cái vai trò là tiếp viên hàng không, thì em đều thấy rằng đúng là cái khó này nó là một cái khó mà mình hoàn toàn có thể thấy được ở nhiều trải nghiệm. Thực ra thì đối với em, khó hay dễ cũng là nằm ở yếu tố con người. Ví dụ như khi em làm về content hay làm về các bé thì cũng phải nắm được tâm lý khách hàng, và khi mà mình chăm sóc cho khách hàng thì mình phải biết là ở cái cách nói như thế nào sẽ phù hợp với người này người kia, và dĩ nhiên là mỗi người sẽ mỗi cái tính khác nhau. Cho nên là khi mà mình giải quyết, nó cũng khiến cho em cũng phải phân vân, phải làm sao đấy để mà họ hiểu cho mình, nhưng mà mình vẫn không bị nổi giận với khách và cư xử những cái hành động nó sai trái. Thêm một câu nữa mới trả lại cho MC và mentor. Nếu như bây giờ, có nghĩa là mình đã trải qua rồi cái tình huống ban nãy ha, mình cũng đang ngồi đây để mình định thần lại, mình cũng đã hít thở sâu rồi. Nếu bây giờ mình lặp lại cái trải nghiệm ban nãy, mình lặp lại cái hành trình đó, thì em nghĩ rằng là em có cái điều chỉnh nào cho những cái bước xử lý của em so với cái phiên bản ban nãy mà em đã tham gia? Em nghĩ là chắc là sẽ dứt khoát hơn trong từng câu nói. Mình bẻ lên. Theo em nghĩ mình cứ áp dụng cái quy tắc mà sư phạm của mình đi. Cả lớp trật tự, chị cho em 5 phút, anh 10 phút sau đợi em. Tức là trước khi bạn vào làm á, là bên doanh nghiệp sẽ hướng dẫn bạn các quy trình, quy định xử lý những hành khách gây rối hoặc là những hành khách tức giận, hoặc là giữ an ninh buồng lái cabin như thế nào. Thì ví dụ trong trường hợp vừa rồi của bạn á, bạn nên xin phép nhỏ nhẹ. Ví dụ như là xin lỗi cô chú ơi, hành lý mình để đây sẽ rất, trong trường hợp thoát hiểm sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nó sẽ chắn lối đi của cô và người khác. Mình cứ đặt cái mục tiêu là an ninh an toàn lên hàng đầu. Đó, mình cứ năn nỉ người ta. Thông thường là tiếp viên tụi mình là hay cứ ví dụ những người lớn tuổi người ta sợ mất đồ lắm. Dạ. Luôn luôn người ta sợ mất cái hành lý của người ta. Thì mình nói là cô ơi, con sẽ bỏ cái hộp đối diện cho cô. Cô chỉ cần nhìn lên là cô thấy liền. Và khi cô để đó, cô hoàn toàn yên tâm. Ai tới mở là cô thấy rồi, cô đâu có sợ nữa. Thứ hai nữa là nếu mình để đây thì an toàn của cô là đầu tiên. Đến khi có trường hợp khẩn cấp thoát hiểm cô đâu có thoát được. Đó là người ta thông thường người ta sẽ hợp tác. Dạ. Rồi cái trường hợp mà hai người khách cãi nhau to tiếng như vậy á, thì thông thường sẽ là một bạn tiếp viên sẽ calm down người này và bạn tiếp viên khác calm down người kia, đúng không? Calm down nghĩa là sao? Để đánh lạc hướng, đừng để cho họ cứ giao tiếp hoài. Bằng cách nào đó mình phải đánh lạc hướng họ, không để cho họ tương tác. Và nếu có thể bạn hãy đổi vị trí cho một người khác, tức là cái anh đó hoặc cái chị đó mình nên đổi, mình thấy cái người nào dễ chịu hơn á, thôi xin phép cô chú, con thấy phía trên nó thoải mái hơn đó, cô chú lên trên ngồi chút đi, con sẽ phục vụ cô chú tốt hơn. Đó, vậy thôi. Bạn thực sự rất bình tĩnh. Thứ hai nữa là bạn kiên nhẫn. Dạ. Bạn cứ nhất định là phải cố gắng năn nỉ người này, năn nỉ người kia, bạn không bỏ đi. Đó là cái quan trọng nhất của tiếp viên. Còn mà bạn mất bình tĩnh là rồi, xong rồi đó. Nhưng mà dù gì thì cũng thấy rất là tốn sức. Đúng rồi. Mới có 5 phút mà mình đã mệt như thế này về tinh thần rồi, thì làm sao mình có thể bay 50 phút hoặc là 500 giờ chẳng hạn như vậy trong một tháng được. Bạn nghĩ đi, bạn đang bay trên máy bay,
từ đây đi ra Hà Nội 2 tiếng có một người bị đột quỵ, bạn xử lý làm sao? Nó sẽ rối tung cả cái pin luôn, nó còn nguy hiểm hơn mình gặp hoài. Rồi trường hợp một bà bầu tự nhiên tới đó bà đẻ rồi sao? Có luôn, mình vẫn phải xử lý thường xuyên luôn, và mình phải xử lý liên tục những cái chuyện là tụt huyết áp, tăng huyết áp, tụt canxi phải thường xuyên, bởi vì nó rất nguy hiểm khi mà đang bay. Với cái trường hợp đơn giản hoặc dẫn đến phức tạp như là tụt huyết áp, tụt canxi mà mình không có kiến thức chuyên khoa học, không có bác sĩ trên máy bay thì mình làm gì? Thông thường cách xử lý tụi mình là gì? Nếu như mà có một khách xảy ra sự cố y tế thì lập tức một bạn tiếp viên phải xuất hiện ở đó xem xét đánh giá tình hình như thế nào. Mình sẽ có một cái quy định riêng, rồi sẽ báo cho một bạn khác để là backup. Sau đó tiếp là những rồi một bạn communicator là phải gọi thông báo cho cơ trưởng, và đồng thời là thông báo cả cabin xem có bác sĩ hay không. Đó thì nếu như trường hợp không có bác sĩ thì bắt buộc là tụi mình phải theo và sơ cứu cho người khách đó đến khi máy bay đáp luôn. Thì mình sẽ báo cơ trưởng là đáp khẩn, yêu cầu đáp khẩn đó. Đúng rồi, yêu cầu đáp khẩn, bởi vì nguy hiểm tới tính mạng là không làm khác được. Nể Vũ quá, ở vị trí tiếp viên cái đó mình phải bình tĩnh lắm, thật sự cái đó rất là dễ hoang mang, và giống như bạn chưa bao giờ bạn gặp một người đang ngồi mà đột quỵ nằm ngang sát, bạn không biết xử lý đâu. Vũ gặp chưa? Ngày xưa mình có đi Jeddah, là một trong những nước Ả Rập á, thì người bên đó người ta ăn đường nhiều lắm, và có một trường hợp là hai trường hợp luôn, người ta có thể nói là đột quỵ luôn. Tuy nhiên là tiền đột quỵ thôi, tức là mình sơ cứu mình vẫn áp dụng những cái mà được công ty train á, rồi sử dụng oxy cho khách thì khách tỉnh lại, tuy nhiên sau đó là có thể họ bị những cái biến chứng gì đó. Nhưng nếu như tiếp viên không xử lý lúc đó, ảnh hưởng tính mạng. Dạ. Tại vì nếu mình không áp cho người ta oxy, người ta thở thì người ta thiếu oxy, mà thiếu oxy là chắc chắn là đột quỵ là rất là nguy hiểm. Mà bên cạnh những cái trải nghiệm nó khó khăn như vậy, cũng phải có những trải nghiệm vui để động viên cái người làm nghề chứ đúng không? Vũ có nhớ những kỷ niệm nào vui lắm. Ví dụ như là có một bé kia tự nhiên bữa nó đi Phú Quốc, hôm sau lại nó gặp, ê con nhớ chú nè, con có vẽ cho chú bức tranh nè. Có, còn là lâu lâu có những người khách người ta viết những cái thư khen cho mình. Dạ. Tuy nhiên người ta âm thầm, người ta không nói gì hết, cái người ta viết, người ta gửi về công ty. Nói chung là niềm vui nỗi buồn thì anh Vũ anh kể cũng rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình cân đo đong đếm tới thời điểm này thì em nghĩ là em có còn nung nấu cái ý chí là được trở thành tiếp viên hàng không không? Thật ra thì em vẫn, mặc dù là bây giờ không lựa chọn lại con đường đó nữa nhưng Ủa, mà... ai cấm? Ai cấm đâu? Nếu mà có tuyển bạn cứ thập vô, tại vì mình thấy mình đánh giá nhìn chung bạn là... Như hồi nãy mình có nói với chị Trinh là bạn vượt 80% đánh giá của tiếp viên trưởng. Đúng, lại có rất nhiều chi tiết chị cũng đánh giá rất là cao trong cái tiềm chất của em để em có thể ở cái vị trí đó. Dạ. Thật ra thì khi mà em được trải nghiệm xong thì em vẫn cảm thấy yêu cái con đường này. Bởi vì khi mà em thì em thích giao tiếp với mọi người và thích chăm sóc người khác. Cho nên là khi mà, và em cũng thích ngồi nói chuyện với mọi người nữa. Khi mà em thấy một ai đấy nổi giận, hay là em đã từng chứng kiến rất là nhiều những cái trường hợp như là hành khách nổi giận với lại tiếp viên, nhưng mà cũng có vài người họ sẽ lựa chọn là cãi qua cãi lại với hành khách, và cũng có những người mà họ sẽ lựa chọn cách giải quyết nhưng mà vẫn làm cho khách hàng họ cảm thấy được thoải mái. Thì em thích như vậy, và em thích làm việc với mọi người mà mang cái năng lượng mà kiểu yêu thương đến mọi người hơn. Dạ. Và hơn nữa là khi mà đi như vậy thì cái cách mình quan sát mọi người ở trong đấy nó cũng sẽ mang về cho em những cái câu chuyện, những cái cảm nhận riêng của em về cái cuộc sống nữa. Cho nên là vẫn thích đúng không? Chốt lại là vẫn thích. Dạ. Còn câu chuyện làm lại thì không sao nha, em có cơ hội thì cứ làm. Mình thích cái số này quá mọi người, với rất nhiều lý do nha. Bởi vì không biết làm sao để có thể cho quý vị khán giả và mọi người có thể có một cái nhìn nó rộng mở hơn về nghề tiếp viên hàng không. Nói gì thì nói, đây vẫn là một cái nghề có vẻ nó hơi bí ẩn, và mọi người nhìn về nó với quá nhiều những cái màu hồng. Cho nên là thứ nhất, mình vẫn muốn khẳng định lại từ cái trải nghiệm của Vũ, tại sao cái câu chuyện bạn tốt nghiệp trung học phổ thông và bạn hoàn toàn có thể trở thành tiếp viên hàng không nó không sai, nhưng mà thực ra nó cũng không phải là một cái khả năng dễ thành hiện thực. Yeah. Bởi vì bạn phải được đào tạo với rất nhiều giờ rèn luyện thể lực. Bạn không được rèn luyện thể lực thì bạn không thể nào theo nổi các cái chuyến bay mà nối chuyến rồi dài ngày rồi bay đi bay về liên tục với mật độ cao như vậy. Hai, bạn không có kiến thức, bạn không thể sơ cứu y tế. Thực ra hồi nãy Trinh hỏi Vũ là sao các bạn biết làm, bởi vì đơn giản là phải trải qua rất nhiều giờ huấn luyện về kiến thức sơ cứu. Sơ cấp cứu là phải được học, và sơ cấp cứu còn bao gồm cả một cái mảng nữa song song, đó là cứu hộ cứu nạn nữa. Đúng, chính xác. Ủa, bạn nghĩ là tự nhiên tiếp viên có thể ổn định được đám đông khi máy bay rung lắc, hoặc là trong một cái trường hợp rất không mong muốn nhưng mà ai mà biết nó có xảy ra hay không? Thì tiếp viên hàng không sẽ phải được học với rất nhiều bài cứu hộ cứu nạn, hoàn toàn là những cái kiến thức mà các bạn ấy phải trải qua một cái quá trình khổ luyện. Rồi kiến thức về xã hội, kiến thức về rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đừng thắc mắc là ủa tại sao phải họ có thể biết, bởi vì đơn giản là họ phải học. Mà như vậy thì rõ ràng là bạn xong trung học phổ thông, bạn bước vào bạn học một cái khối kiến thức khổng lồ như vậy, đương nhiên nó khó khăn.
và người ta cũng sẽ rất là chần chừ với cái việc tuyển đầu vào như vậy. Cho nên chúng ta bớt lan truyền những tin đồn thất thiệt, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là mình vẫn tin trên đời này nó có một cái quy luật, đó là cái câu chuyện về về sự gọi là cái giá. Cuộc đời này nó rất rõ ràng về cái giá. Cái giá của một mức lương cao được đánh đổi bằng cái nhịp độ làm việc như vậy, được đánh đổi bằng cái áp lực công việc mà ở đó bạn không thể tìm được cái sự hỗ trợ ngay lập tức. Bởi vì bạn đừng quên, bay là bay ở trên trời. Wow. Bạn đi xe, bạn dừng lệ đường được. Thậm chí cao tốc thì thôi, bây giờ trong một vài trường hợp khẩn cấp mà có đủ lý do thì em vẫn dừng được trên cao tốc. Nhưng máy bay thì bạn chỉ có thể đợi tới đúng một cái sân bay gần nhất để bạn hạ cánh thôi. Chứ giờ bạn hạ cánh ở đâu? Trong những trường hợp khác thì gọi là phải rất khẩn cấp thì mới được chấp nhận hạ cánh ở những cái địa hình nó không phải là sân bay. Mà cái chuyện đó thì hầu như trong lịch sử hàng không thì nó cũng hiếm có những cái trường hợp như vậy. Tức là bạn không có hỗ trợ ngay lập tức được đâu. Vậy thì năng lực của bạn nó phải nhiều và độ đào thải nó đương nhiên nó cũng cao. Cái kế tiếp là gì? Là teamwork phải rất tốt. Tại vì ngoài cái team của bạn ở trên máy bay ra không còn ai. Chính xác. Không còn ai, nên cái nết kỳ quá không làm được nghề này. Nhớ nha, cái nết kỳ quá không làm được nghề này. Thế thì bạn đủ không? Bạn đủ năng lực để hưởng được cái lương cao đó hay không? Thì mình vẫn tin đó là cái giá mà các bạn phải lưu ý khi bạn tham gia. Có một chi tiết rất là thú vị trong cái hành trình ngày hôm nay mà Hạ Vi trải nghiệm, mà mình vẫn muốn nói về cái điều này. Đó là thực ra Vi có thể lúng túng, Vi có thể chưa tròn trịa trong cái xử lý vừa rồi, nhưng đó là Vi chưa vào nghề. Chúng ta đừng quên rằng là nghề sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Như vậy thì tuổi nghề càng lâu thì cái giá trị trải nghiệm nó sẽ càng nhiều, và bạn sẽ chín hơn khi bạn theo đuổi nghề nghiệp. Nhưng mà phải theo đuổi nghề nghiệp và phải chăm chỉ làm việc nha, chứ không có nghĩa là sống lâu trong nghề. Sống lâu trong nghề với làm nghề lâu nó là hai khái niệm khác nhau nha. Và nghề nào cũng có tiêu chuẩn. Thực ra ban nãy chúng ta thấy Vi bối rối, nhưng các bạn đừng quên rằng là tiếp viên hàng không họ có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn về ổn định chuyến bay á. Đó là gì? Đó là nguyên tắc an toàn bay. Chúng ta có luật pháp mà. Bạn hoàn toàn có thể là một hành khách bị cấm bay vĩnh viễn, bởi vì chúng ta có hàng loạt những cái quy định về an toàn hàng không. Chúng ta không có ngồi đó cù nhây với khách hàng đâu. Thực ra tiếp viên họ không đủ thời gian làm điều đó. Và cái thứ hai là chúng ta có cả hai cái hệ thống rất là rõ ràng về mặt văn bản. Một đó là quy định an toàn bay của hãng, và hai đó là quy định của pháp luật về an toàn bay. Dạ, đúng vậy. Nên là không có cần cù nhây. Vô cùng tàn nhẫn nhưng vô cùng yêu thương, nghĩa là tới đó nhắc và hướng dẫn. Còn cái câu chuyện mà cố tình gây rối thì yên tâm đi, sẽ có an ninh hốt bạn đi. Còn gọi là hành khách đang bay mà gây rối thì mình nghĩ hiếm. Bởi vì khi họ đang ở trên lơ lửng trên không trung thì họ hiểu rằng cái người hỗ trợ họ tốt nhất lúc này là tiếp viên hàng không. Không ai dại dột gì mà đi cà khịa hoặc là đi kiếm chuyện với tiếp viên làm gì. Mà nếu có thì dĩ nhiên là người ta cũng có những cái chế tài. Nên là với cái trải nghiệm hôm nay của Hạ Vi thì mình cảm thấy nó thú vị, bởi vì chúng ta không chỉ đơn giản đó là trải nghiệm của một người, mà chúng ta mở ra được rất là nhiều thông tin để khi mà mình tiếp cận với nghề này hoặc là mình tham gia vào cái loại hình vận chuyển này thì mình sẽ cảm thấy là có rất là nhiều điều thú vị. Và chốt lại thì hợp tác với tiếp viên hàng không đi để chuyến bay nó được vui vẻ. Ai cũng như chị thì hạnh phúc quá. Hà Vi ơi, chắc là khi mà em nghe chị Tô Nhi A và Thanh Vũ nói mình sẽ có rất nhiều những cái trăn trở. Cảm xúc của em lúc này như thế nào? Dạ, khi mà em nghe xong thì dĩ nhiên là em sẽ được mở mang rất là nhiều thứ và cũng có nắm được cái cách giải quyết trong cái trường hợp đấy. Nhưng mà trong cái chuyến bay của em á, thì có một vài cái mà em thực sự rất là thắc mắc. Từ lúc mà mọi người nói đến giờ thì ví dụ như là khi mà trên cái hành trình đang bay ấy, thì có một hành khách là họ sẽ ghẹo mình chẳng hạn. Họ sẽ hỏi những cái thông tin cá nhân. Thì lúc đấy em sẽ bối rối. Ví dụ như ở bên ngoài thì mình có thể phớt lờ đi, nhưng mà ở trên máy bay ấy, thì em muốn là có một cách giải quyết nào đấy để mà họ biết được là mình đang phục vụ cho họ, nhưng mà họ phải giữ được sự tôn trọng cho mình ấy, mà không có làm cho họ cảm thấy bị bất mãn với chuyến bay của mình. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai nữa là thường là ví dụ như khi nãy anh Vũ có chia sẻ là mình có thể nói chuyện với lại hành khách để mà hoán đổi, di chuyển vị trí. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đấy thì em cứ nghĩ là ai đã có cái số ghế ở trên vé rồi thì không có được đổi qua đổi lại như vậy, và sẽ rất là ảnh hưởng đến những người khác. Thì thực ra là do tâm lý của em là em rất là ngại để cho một hành khách khác phải giải quyết cái vấn đề của hành khách này. Đấy, cho nên là em cũng muốn hỏi xem là về những cái vấn đề như vậy thì em sẽ làm. Anh xin trả lời em cái câu số 2 trước. Cái an toàn an ninh là đặt lên trên đầu.
cái số ghế để mọi người vào, người ta biết chỗ ngồi ổn định. Tức là trên nguyên tắc là mình sẽ ngồi đúng số ghế. Tuy nhiên nếu trường hợp cần thiết bạn vẫn phải di chuyển để chi, để cho an toàn an ninh của cái buồng cabin của bạn chứ. Hoặc giả sử như bây giờ bạn phải tưởng tượng nếu như có một hành khách người ta ngất xỉu đi, thì bạn có phải là bạn cứ cứng nhắc là tôi phải ngồi đúng chỗ đó hoặc là đưa khách không? Bạn có thể di chuyển khách đến vị trí nào thuận tiện nhất cho bạn. Mục tiêu an toàn an ninh là đầu. Dạ. Bạn làm sao kệ không cần biết, tuy nhiên bạn phải ổn định cabin mình để chuyến bay mình an toàn an ninh nhất. Đó, thành ra đôi khi mình phải flexible. Trong cái môn CRM của mình có một cái gọi là quan trọng là flexible. Là mình phải linh hoạt để mình phù hợp với hoàn cảnh. Chứ nếu mình máy móc là không bao giờ. 180 khách là 180 con người tâm lý khác nhau hết. Bạn không thể nào mà mình phục vụ hết theo kiểu như là máy móc ABC, không có đâu. Bên mình có một cái hay gì nè. Sự cố xảy ra là bên có một cái phòng ban gọi là phòng ban an toàn an ninh. Người ta sẽ thống kê lại và sau đó người ta sẽ đưa một cái quy trình mới update ngay lập tức. Sự cố vừa rồi như bạn nói cũng là một sự cố an ninh của hàng không thì lập tức là sẽ có cái quy trình mới liền, chứ không có cứng nhắc là cứ như vậy không, cứ liên tục update những quy trình mới, quy định mới, update những cách xử lý cho mọi người. Đó là hàng không, nó là như vậy. Còn câu thứ nhất á, bạn hỏi về cái vấn đề mà xin số á, thì thông thường các bạn tiếp viên nữ á hay xin lỗi khách hay là cảm ơn anh đã quan tâm đến em, cảm ơn anh, tuy nhiên bây giờ em đang trong duty. Tụi em mình hay nói vậy đó. Là nhiệm vụ. Đúng rồi đó. Thì các bạn hay nói vậy rồi. Anh có thể đợi sau khi máy bay hạ cánh rồi, mình có thể chào đổi vấn đề này sau được không ạ? Thì thông thường người ta sẽ dừng ở đó. Ừ. Và bạn nên nói, đừng nói quá lớn tại vì xung quanh người ta sẽ ngại. Dạ. Và mình có thể là nói vừa đủ thôi. Thì thông thường sau khi đáp xuống á, theo mình thấy kinh nghiệm luôn là tại vì người ta phải xuống máy bay rồi, người ta đâu có đứng đây hỏi bạn được. Dạ. Thì đó là cái cách để mình khéo léo trong vấn đề thôi. Rồi ví dụ người ta đứng khi mà, tại vì khi mà bạn khách xuống á thì hai tiếp viên sẽ đứng một cửa. Nếu như mà hành khách đó tới hỏi bạn nữa thì lập tức cái người tiếp viên kế bên sẽ: anh ơi, mình xuống xe buýt trước đi, xe buýt đợi dưới rồi đó, như vậy sẽ kẹt phía sau. Thì người ta phải đi thôi. Thì bây giờ người ta cũng không trách bạn được. Dạ. Đó, người ta bắt buộc người ta phải đi. Thì cho nên cái thời điểm quan trọng nhất là thời điểm bạn giao tiếp với cái người khách đó. Còn nếu như mà họ xuống rồi mà họ vô tới tận hãng, họ đọc mã chuyến bay, họ đòi xin được cái số của cái cô hồi nãy phục vụ, thì đó là chân ái đời em rồi đó. Tốn công quá mà. Nó không có còn là câu chuyện cợt nhã nữa đúng không? Đúng. Nên yên tâm đi em. Teamwork. Lúc này nếu như mà mình teamwork tốt thì đồng đội sẽ đỡ cho mình những cái cú đó, đẩy họ đi. Yeah. Mà bạn cứ yên tâm, cái nghề này á không bao giờ bạn một mình. Luôn luôn bạn có sự cố lập tức sẽ có một người tới liền. Yeah. Luôn luôn là như vậy. Dễ thương á. Đôi khi khó cho mấy bạn là thí dụ một chuyến bay 4 bạn nữ thì nó hơi khó thiệt, tại vì bạn phải giúp đỡ hành lý cho khách đi ví dụ, thì nó hơi khó. Yeah. Còn nếu có nam vô thì bạn sẽ đỡ khoảng đó và chắc chắn không bao giờ một mình. Cảm ơn lời khuyên của Mai Thanh Vũ, một tiếp viên trưởng đã có 12 năm kinh nghiệm trong nghề, và tất cả những lời khuyên ngày hôm nay từ tiến sĩ Tonya, hay những trải nghiệm rất là nguyên sơ và bản năng của Hà Vi cũng thực sự hữu ích cho tất cả những ai đang đam mê ngành tiếp viên hàng không. Và mong rằng quý vị cũng đã có một trải nghiệm thật thú vị cùng với chương trình Một Giờ Hoán Đổi, để hiểu rằng là đằng sau sự chỉnh chu của một tiếp viên hàng không, đó không chỉ là 2 phút vấn tóc hay là 5 phút trang điểm, mà đó là rất nhiều thời gian họ đầu tư cho việc đào tạo bài bản về những cái kỹ năng cần thiết khi mà gặp những tình huống khó khăn trên máy bay. Mà mong rằng mọi người sẽ tôn trọng, yêu thương và hợp tác nhiều hơn khi chúng ta cùng lên máy bay, để mọi người đều có những hành trình thú vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ngày hôm nay, câu chuyện về tiếp viên hàng không, và cảm ơn tiến sĩ Tonya, Hà Vi, đặc biệt là tiếp viên trưởng bạn Mai Thanh Vũ đã dành thời gian đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 với sự hợp tác của Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, và sự đồng hành của nhãn hàng vali ba lô túi xách cao cấp Sacos. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Sau khi mà được tham gia thử thách của Một Giờ Hoán Đổi xong thì cái tâm lý của mình lúc này là rất là thoải mái, bởi vì là xong rồi. Chứ thực ra là lúc mà ở trên đấy thì mình khá là hồi hộp và lúng túng. Với những cái trường hợp mà anh chị đưa ra cho mình ấy, thì mình còn rất là bối rối, không biết là phải giải quyết như thế nào cho chuyên nghiệp hơn, cho dứt khoát hơn và để cho khách hàng thông cảm được với mình một cách nhanh nhất. Và mình nghĩ là sau này nếu mà mình có cơ hội tham gia vào các lớp đào tạo để trở thành một tiếp viên hàng không ấy, thì mình sẽ có những kỹ năng cũng như là những bài học liên quan về cách giải quyết vấn đề nè, những cái cách làm sao đấy để ổn định mọi người nhanh chóng hơn. Và mình hy vọng là những ai mà đang muốn trở thành tiếp viên hàng không thì thấy được cái tình huống này thì mọi người cũng sẽ có những cái nhìn rộng hơn về ngành này, và chúc mọi người sẽ thực hiện được ước mơ của mình.